Ngày 8 tháng 5, Israel thông báo đã mở cửa lại cửa khẩu Kerem Shalom với giải Gaza. Trước đó thì ngày 5 tháng 5, cửa khẩu này dừng lại hoạt động sau một vụ tấn công bằng rocket của các tay súng Palestine làm 4 binh sĩ Israel thiệt mạng. Israel đã công bố một video cho thấy các xe tải chở hàng viện trợ từ Ai Cập đang được kiểm tra gần cửa khẩu Kerem Shalom. Hãng tin Reuters đã xác định được địa điểm quay video là chính xác nhưng chưa thể xác minh được thời điểm quay. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cho biết không có chuyến hàng viện trợ nào được chuyển đến qua cửa khẩu này. Kerem Shalom cùng với Rafah là hai trong số các cửa khẩu chính để đưa hàng viện trợ vào Gaza. Tuy nhiên, Israel đã đưa xe tăng đến kiểm soát cửa khẩu Rafah từ ngày 7 tháng 5 và đóng cửa cửa khẩu này. Các quan chức phụ trách viện trợ cảnh báo việc các chuyến hàng không thể đi qua hai cửa khẩu này vào Gaza sẽ làm đình trệ các hoạt động viện trợ, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza trở nên trầm trọng hơn theo liên hiệp quốc khu vực phía bắc gaza đã rơi vào nạn đói toàn diện